Sao giờ này chưa thấy đứa nào về về bà? Ồ, về kìa. Trời ơi, nội ơi, nội. Sao ngày thường mà các con mặc đồ mới đẹp thế? Dạ, không phải đồ mới, nhưng nhờ giặt với bột giặt A3 nên nhìn mới vậy đấy mẹ. Nhờ giặt với A3 đấy mẹ. A3, vậy mẹ cũng mua A3 dùng thôi. A3 tặng mẹ ạ. Với phức hợp enzyme thông minh giúp phân hủy và cuốn trôi mọi vết bẩn. A3 sạch tinh tươm, áo quần như mới. A3 sạch tinh tươm. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, ngay sau khi Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2015 là tháng có Tết Nguyên đán và giảm 0,05% so với tháng trước đó, và đây là mức giảm thấp nhất trong 6 năm trở lại đây và cũng là tháng giảm thứ tư liên tiếp, thì rất nhiều ý kiến lo ngại rằng là sức mua đang ngày càng giảm sút hay nền kinh tế đang có dấu hiệu của giảm phát. Để trả lời rõ hơn về câu hỏi là liệu thực sự là sức mua đang giảm sút và nền kinh tế có dấu hiệu giảm phát hay không, thì chúng tôi xin mời quý vị khán giả đón xem cuộc trò chuyện của chúng tôi với các khách mời tại trường quay VITV là các chuyên gia kinh tế, chuyên gia tài chính ngân hàng và doanh nghiệp để bàn về diễn biến CPI giảm và triển vọng tăng trưởng. Tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tài chính ngân hàng. Tiến sĩ Hà Quang Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị Hà Nội Mi. Vâng, trước là rất cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay ạ. Và trước khi chúng ta bàn về diễn biến CPI giảm và triển vọng tăng trưởng, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp của chúng tôi về chỉ số CPI thời gian qua. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2015 đã giảm 0,05% so với tháng 1 năm 2015. CPI của tháng 2 năm nay đều giảm tại hầu hết các thành phố lớn, trong đó CPI tháng 2 tại Hà Nội giảm 0,07%, tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,4%, tại Đà Nẵng giảm 0,22%. Đây là lần đầu tiên trong vòng nhiều năm trở lại đây mà CPI của tháng có Tết Nguyên đán đã giảm so với tháng trước đó. Những năm trước đây thì có thời điểm mức tăng CPI của tháng 2 đã lên tới gần 4%, đó là vào thời điểm tháng 2 năm 2018. Tháng 2 năm 2015 cũng là thời điểm mà CPI giảm tháng thứ tư liên tiếp, dù mức giảm qua các tháng có thu hẹp lại. CPI đã giảm liên tiếp kể từ thời điểm tháng 11 năm 2014 cho tới nay. Trong tháng 2 năm 2015 thì có 3 nhóm sản phẩm có CPI giảm là nhà ở, vật liệu xây dựng, bưu chính, viễn thông và giao thông. Trong đó thì giảm đáng kể nhất là nhóm ngành giao thông, giảm tới 4,41% so với tháng 1 năm 2015 và giảm đến 8,2% so với tháng 12 năm 2014. Tuy nhiên, nếu loại trừ biến động giá của nhóm lương thực thực phẩm, năng lượng và mặt hàng do nhà nước quản lý, gồm cả dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, thì lạm phát cơ bản trong tháng 2 năm 2015 đã tăng 0,36% so với tháng trước và tăng 0,6% so với thời điểm tháng 12 năm 2014. Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi đã đưa tới một loạt những cái chỉ số CPI của các tháng gần đây cũng như các năm gần đây, thì nhìn vào đó chúng ta có thể nhìn thấy cái diễn biến giảm. Vậy thì rất nhiều ý kiến đang lo ngại rằng là liệu điều này có thể hiện là một cái hiện tượng giảm phát của nền kinh tế hay không, thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Ánh ạ. Nhận định của tôi thì rõ ràng tôi cho rằng với cái diễn biến chỉ số giá như vậy thì một đó là cũng không có gì gọi là quá là bất thường. Nếu chúng ta bóc hai cái tháng đầu của năm 2015 ra thì tính đến cuối năm 2014, tính theo chỉ số giá bình quân hay nói cách khác là tốc độ lạm phát bình quân năm, thì năm 2014 so với năm 2013, cái chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta vẫn tăng tới 4,09%. Và chúng ta cũng biết là một cái chỉ số tương đương của cái nhóm các nước đang phát triển thì thường dao động ở mức khoảng từ 2-3%. Như vậy thì cái chỉ số đó nếu xét về mặt con số thì cũng không phải là đáng lo ngại. Cái vấn đề thứ hai nữa là để ra cái chỉ số đó thì ngoài các cái vấn đề liên quan đến kiềm chế lạm phát hay là các biện pháp về ổn định kinh tế vĩ mô mà chúng ta đã áp dụng kể cả từ góc độ chính sách tài khoá hay là góc độ chính sách tiền tệ, thì rõ ràng có một cái lo ngại, tức là liên quan đến cái tổng cầu của nền kinh tế. Thì đối với những cái tháng đầu của năm 2015 thì chắc chúng ta phải đợi đến hết quý 1 của năm 2015 chúng ta mới có những con số ban đầu liên quan đến tổng cầu của nền kinh tế, đặc biệt là đến cái quy mô đầu tư. Tuy nhiên thì tôi lấy ví dụ của năm 2014 thì rõ ràng là cái quy mô đầu tư của chúng ta, hay nói cách khác là cái tổng cầu đầu tư ở cả ba bộ phận, kể cả đầu tư của nhà nước, đầu tư của khu vực tư nhân trong nước cũng như là khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài,
đều có xu hướng tăng so với năm 2012 trước đó, 13 trước đó, và cũng đạt tới cái mức là khoảng xấp xỉ trên dưới 30% GDP. Cái mà chúng ta hay lo ngại hay thậm chí đưa ra những yếu tố ví dụ như liên quan tới cái tổng cầu tiêu dùng, thì rõ ràng hiện nay chúng ta cũng ít các cái công cụ hay những cái thước đo vĩ mô để đánh giá về cái tổng cầu tiêu dùng của nền kinh tế. Tuy nhiên thì có một cái chỉ số mà chúng ta sử dụng khá lâu trong cái thời gian vừa qua, và cũng tôi cho rằng cũng trong một chừng mực nhất định thì cũng mô tả khá là rõ cái tổng cầu tiêu dùng của nền kinh tế, đó là cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội. Thì đến cuối năm 2014 vừa rồi, theo con số được báo cáo thì cũng vẫn, nếu chúng ta loại trừ yếu tố giá, tức là cái gọi là tiêu dùng thực, thì nó vẫn trên 6%, tức là cái mức cũng tương đương hay là thậm chí cao hơn một chút so với cả cái mức của năm 2012 hay là 2013. Và đặc biệt cái con số của tháng 2 năm 2015 thì cũng cho thấy là thậm chí là nếu chúng ta loại trừ yếu tố giá thì cái tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội còn đạt tới cái mức kỷ lục, tức là tăng tới 10,7%. Trong khi là nếu chúng ta đưa cả yếu tố giá vào thì tăng 11,4%. Như vậy thì tôi cho rằng rõ ràng những cái con số đó cho chúng ta thấy là những cái nhận định hay những cái lo ngại về cái vấn đề là giảm cầu, hay là do cái vấn đề là về tiêu dùng, hay thậm chí dẫn đến cái nguy cơ về giảm phát do cái diễn biến của cái chỉ số giá đó thì là thiếu hoặc là chưa đầy đủ các căn cứ. Chưa kể tôi cũng nêu ra hai cái chỉ số mà chúng ta cũng thấy gần đây được công bố và cho chúng ta những tín hiệu khá lạc quan. Chỉ số thứ nhất là chỉ số PMI, tức là chỉ số mà quản lý cái gọi là các cái đơn đặt hàng mới cho khu vực doanh nghiệp. Thì đến tháng 2 năm 2015 vừa qua cũng công bố, tức là nó đã tới khoảng xấp xỉ 52 điểm, tức là đã có cái sự lạc quan hơn từ phía các nhà sản xuất, hay thậm chí công ty Nielsen cũng có công bố, tất nhiên là trên một cái phạm vi không rộng lắm, liên quan tới các cái gọi là niềm tin tiêu dùng, thì cho thấy cái chỉ số về niềm tin tiêu dùng của người Việt Nam trước và sau Tết vẫn có cái xu hướng đang tăng lên. Thì rõ ràng đó là những cái tín hiệu mà tôi cho rằng trong một chừng mực nhất định nào đó chúng ta có thể tạm thời yên tâm về những cái tác động tiêu cực có thể có của cái vấn đề là diễn biến chỉ số giá tiêu dùng trong cái thời gian vừa qua. Và do đó thì có lẽ là cái vấn đề mà chúng ta đặt ra, tôi nhớ là khoảng năm 2013 cũng như năm 2014, khi mà có những tháng cái chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp chẳng hạn, thì có xuất hiện những cái mối lo ngại về giảm phát, thậm chí khá là lo ngại cách khá công khai. Tuy nhiên là trong cái thời gian vừa qua thì dường như những cái lo ngại đó nó cũng đã bớt dần. Thì những cái bằng chứng cho thấy là dường như cái lo ngại đó vẫn còn hơi sớm. Tuy nhiên thì tất nhiên là tôi cho rằng cái đó nó còn phụ thuộc khá nhiều vào cái triển vọng của diễn biến cái chỉ số giá tiêu dùng trong những tháng tiếp theo. Và đặc biệt tức là chúng ta làm rõ được cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc là chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp như vậy trong cái thời gian vừa qua. Vâng. Nói giảm phát thì nó có vẻ như là một cái khái niệm của kinh tế ấy. Thế còn doanh nghiệp thì họ cũng rất là thực tế thôi ạ. Tức là khi mà nhìn thấy cái chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm liên tục như vậy thì họ lo ngại là cái sức mua của nền kinh tế, tức là sức mua nó sẽ tác động tới cái lượng tiêu thụ hàng hóa của họ. Và họ lo ngại là càng như vậy thì mình mở rộng sản xuất ra để làm gì, mình tiếp tục đầu tư vào sản xuất có nên hay không. Thì tôi nghĩ là đấy cũng là một cái lo ngại rất là đáng lưu ý của doanh nghiệp. Tôi thì tôi nghĩ là trước hết là nói đến khi mà lạm phát nó xuống thấp thôi thì mình chưa bàn đến cái từ gọi là giảm phát đi. Lạm phát nó xuống thấp như là tháng 1 và tháng 2 vừa qua chẳng hạn, thì doanh nghiệp người ta cũng có những lo ngại thì đôi khi cũng rất là dễ hiểu. Trước hết là để lý giải là tại sao doanh nghiệp họ lo ngại thì trước hết phải nhìn nhận một cách nó rộng hơn, là lạm phát nó xuống thấp trong một vài năm vừa qua và hai tháng đầu năm 2015. Điều đầu tiên phải nói là đây là kết quả của cả một quá trình mà chính phủ, các bộ ban ngành đã thực hiện các chính sách và biện pháp, các cơ chế để ổn định vĩ mô, để lúc nào cũng là để kiểm soát lạm phát và kiểm nó xuống. Đây là kết quả của cả quá trình, chứ cũng không phải là nghiễm nhiên nó xuống được như vậy, bởi vì nó đang lạm phát hai con số, xong rồi xuống một con số ở mức rất là cao, bây giờ xuống một con số như mức rất là thấp, thì nó là cái kết quả như vậy. Thế thì khi mà lạm phát ở cái mức thấp như này thì nó cũng có những cái mặt rất được. Cái được đầu tiên mà ông ngân hàng thấy rằng là đôi khi là thành tích của hệ thống ngân hàng, đó là cái sức mua của đồng tiền nó được ổn định, được giữ vững và có xu hướng tăng lên. Bởi vì là cái nhiệm vụ rất là quan trọng của ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia là trong điều hành chính sách tiền tệ thì làm sao phải ổn định được tiền tệ, ổn định được sức mua của nó, và là tạo điều kiện cho cái sức mua của nó là có điều kiện được cải thiện. Và cái cải thiện nâng lên nó không phải bằng chính sách biện pháp hay kinh tế, mà nó là cái nền tảng từ nền kinh tế. Đấy, thế thì rõ ràng là một khi lạm phát thấp thì cái được là như thế. Cái được thứ hai nữa là một khi mà lạm phát thấp như vậy thì rõ ràng là cái yếu tố tỷ giá nó cũng không biến động lên xuống nó quá là thất thường.
Và đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chẳng hạn thì thường là đưa ra nó cứ thành thông lệ, cứ đầu năm thì đưa ra một cái biên độ biến động cộng hay trừ là bao nhiêu phần trăm, và trong cái khoảng biên độ đó để điều hành thì nó cũng có một cái là tương đối ổn định như vậy. Và cái lạm phát thấp nó có cái ý nghĩa thứ ba nữa là rõ ràng là cái lãi suất mà các doanh nghiệp và dân cư quan tâm gửi hoặc là vay tiền đó chính là lãi suất danh nghĩa, mà lãi suất danh nghĩa thì bằng lãi suất thực cộng với cái tỷ lệ lạm phát. Thế thì khi mà cái tỷ lệ lạm phát nó thấp, thế thì rất có điều kiện để hạ cái lãi suất xuống, hạ lãi suất cả đầu vào đầu ra. Thế hạ cái lãi suất đầu vào, tức lãi suất tiền gửi, lãi suất mua vốn của ông ngân hàng ấy, thì nó tạo điều kiện cho là dân chúng bớt đi cái tiết kiệm và mạnh dạn để chi tiêu. Rồi là không phải cứ lúc nào gửi ngân hàng, không phải lúc nào gửi ngân hàng cũng là cái mà cũng là cái gọi là tối ưu. Bởi vì trong cái bối cảnh nền kinh tế nó có nhiều kênh đầu tư khác, nhất là kênh thị trường chứng khoán, rồi kênh mạnh dạn bỏ vốn ra để mà đầu tư để kinh doanh. Thế thì một khi mà lãi suất tiền gửi nó thấp như vậy thì mở rộng cái kênh mà người có tiền đưa vào những kênh đầu tư khác. Và cái dạng thứ cái đầu ra thứ hai là cái lãi suất bán vốn, tức lãi suất cho vay. Nếu mà lạm phát thấp thì rõ ràng không có cớ gì mà các ông ngân hàng thương mại lại để một cái lãi suất rất là cao. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thế thì tôi nghĩ là đấy là những cái được của lạm phát thấp, nó tạo điều kiện cái đấy. Thế nhưng mà nó thấp bao nhiêu thì đây là một cái câu hỏi cần phải xem xét. Nếu mà cái tỷ lệ lạm phát nó thấp mà trong khi đó xem xét với các biến số vĩ mô khác nó lại chưa thực sự tương ứng, và nếu mà nó quá thấp thì có một cái mà doanh nghiệp người ta nhìn thấy là nếu lạm phát nó quá thấp thì ở một trường mức nhất định nó không thực sự tạo điều kiện cho cái hàng hóa của doanh nghiệp nâng cao được khả năng cạnh tranh. Đấy là cái mà người ta nhìn thấy rất là rõ. Cái nữa là một khi mà sức mua của đồng tiền luôn luôn được lên giá thì người dân ấy, người ta giữ tiền, người ta gửi vào ngân hàng, người ta lại không dám mạnh dạn chi tiêu, cũng không dám mạnh dạn đi du lịch, không dám bỏ vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Và trong cái bối cảnh là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản nó còn lên xuống thất thường thì người ta cũng không dám đầu tư vào đó. Thì trong một trường mực nhất định thì doanh nghiệp lại quay lại vấn đề là doanh nghiệp người ta lo lắng như vậy. Người ta thấy nếu mà lạm phát nó xuống thấp quá thì bây giờ sản xuất ra hàng hóa lại không tiêu thụ được. Người dân người ta ít mua không tiêu thụ được thì đôi khi bị ảnh hưởng. Nên là ở một trường mực nhất định thì doanh nghiệp ta lo lắng ở khía cạnh như vậy. Lo như vậy có đúng không ạ? Ở một trường mực nếu mà cái lạm phát mà nó xuống quá thấp thì rõ ràng là ở khía cạnh là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng để xuất khẩu chẳng hạn thì cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp là bị ảnh hưởng rất là lớn. Chúng ta nhìn vào các nước trong khu vực trong thời gian vừa qua thì đồng tiền ta rất là ổn định ở một cái chừng mực nhất định và nó cũng có tác động để mất giá, nó giảm giá đi. Và ở một cái chừng mực nhất định thì đồng tiền mà mất giá hơn so với đồng tiền nước ngoài thì cái khả năng cạnh tranh của người ta cao hơn. Đấy là người ta có điều kiện hơn. Thế thì đối với doanh nghiệp xuất khẩu như vậy. Cái thứ hai nữa là đối với lại cái sản xuất buôn bán trong nước thì một khi mà đồng tiền cứ liên tục lên giá đó thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến vấn đề chi tiêu của dân cư. Thế thì sản xuất ra mà lại dân cư lại không mạnh dạn chi tiêu. Cái tiêu dùng của dân cư, phải nói rằng tiêu dùng dân cư đóng góp rất lớn vào tăng trưởng kinh tế. Thế mà giờ dân cư có một chút ít vẫn xu hướng là trong một trường mực nhất định vẫn sợ tái lạm phát. Do đó là có đồng tiền chỉ muốn cất trữ lại, tích lũy lại dưới hình thức gửi ngân hàng thôi. Thì rõ ràng ở đấy người ta có căn cứ, người ta lo sợ là khía cạnh đó. Do đó là ở đây rất là cần phải xem xét trong vấn đề điều hành cái chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá thế nào. Và các biện pháp ổn định vĩ mô thế nào để cho một cái tỷ lệ lạm phát nó thực sự hợp lý với các cái chỉ tiêu biến số vĩ mô khác của nền kinh tế. Tôi cho rằng cái việc mà đề phòng cái vấn đề giảm phát là cần thiết. Và chúng tôi cho rằng doanh nghiệp chúng tôi thì thích hoạt động trong một cái môi trường nền kinh tế tương đối tăng trưởng tương đối cao và lạm phát có thể chấp nhận ở mức độ dưới 5%. Mà nếu như không có lạm phát thì cái việc làm ăn ấy, nó cũng không thực sự là thuận lợi. Thực ra tôi kinh nghiệm làm ăn và công nghệ theo dõi nhiều năm thì những năm mà tăng trưởng kinh tế cao, có lạm phát một chút, tiền có mất giá một chút thì làm ăn buôn bán kinh doanh và nó đều là thuận tiện nhanh chóng hơn là những năm mà tiền lạm phát tương đối ổn định, tiền có giá vân 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 vân. Vì vậy là cái mà chúng tôi mong muốn nó vẫn là một cái nền kinh tế có tăng trưởng
lạm phát ở mức độ có tăng có lạm phát nhưng chấp nhận được. Và tôi vẫn nhắc đi nhắc lại cái quan điểm của tôi tại diễn đàn này rằng là chúng tôi vẫn đồng ý là ổn định kinh tế mới là cần thiết, là cần làm, và ổn định kinh tế để kiềm chế lạm phát là việc cần làm. Tuy nhiên, mục đích cao cả của ổn định kinh tế vĩ mô theo đúng định nghĩa kinh tế là để kéo cái đường tăng trưởng kinh tế lên cái mức tăng trưởng tiềm năng. Đấy mới là nhiệm vụ chính của nền của tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Nếu chúng ta hiểu đó, làm được tròn cái nhiệm vụ đó, nhà nước là giữ được lạm phát nhưng phải tăng trưởng được. Có nghĩa là gì? Anh giữ được cho gia đình ổn định, bình ổn, nhưng mà phải làm sao cho trong gia đình đó làm ăn tăng trưởng kinh tế ở mức tốt nhất có thể. Thì ấy mới gọi là ổn định. Chứ còn triệt tiêu không làm ăn gì nữa, suốt ngày đóng cửa ở nhà để đoàn kết với nhau để ổn định thì ổn định ấy là cái ổn định không cần thiết. Đấy là cái mà chúng ta phải định nghĩa rất rõ, và các nhà hoạch định cũng phải nhìn rất rõ thế là ổn định kinh tế vĩ mô. Và ổn định kinh tế vĩ mô theo đúng định nghĩa kinh tế nó là duy trì mức tăng trưởng tiệm cận mức tiềm năng. Nhưng mà tuy nhiên tôi thấy cũng rất là khó cho những người làm chính sách, bởi vì nếu mà chúng ta nói là ở một cái mức chấp nhận được, ở một cái mức hợp lý thì thế nào là chấp nhận được, thế nào là hợp lý cũng thực sự là rất khó. Tôi có thể định nghĩa ngay rằng là với cái nền tăng trưởng về kinh tế hiện nay và mức duy trì hiện nay, năm ngoái thì chúng ta nói là chúng ta duy trì ở mức 5,3 tăng trưởng thì 5,3%, 5,6%, thì tôi vẫn mạnh dạn để đề nghị 5,8%, mà thực tế chúng ta với 5,8%. Và sau đi nó năm 2014 nên là trước đây chúng tôi đề nghị là trên 6%. Hiện nay ADB IMF đang khuyến nghị Việt Nam mà cơ mức chúng ta đang đề nghị mức 6,2%. Và theo kinh toán của các chuyên kinh tế thì của các nhiều ngân hàng nghiên cứu thì cái mức 7-7,5% là mức tăng trưởng hợp lý tốt nhất, tối ưu cho người Việt Nam. Và ở mức đó chúng ta sẽ dàng chấp nhận lạm phát tới 5%, thậm chí 4-5%. Và nhưng vừa rồi thì bà Mùi và ông Tuấn có nói về chuyện là nó ở một cái mức hợp lý và ở một cái mức mà tương đối chấp nhận được. Thì ông anh có nghĩ là những cái diễn biến vừa qua, cái diễn biến CPI giảm rồi diễn biến cái chỉ số giá tiêu dùng của tháng 2 ấy, nó là một cái việc rất là bình thường và hoàn toàn không có một cái vấn đề gì quá đáng lo ngại như là ý kiến của nhiều chuyên gia về sức mua cũng như là về giảm phát không ạ? Về quan điểm của tôi thế này, ở đây nó có hai ý liên quan đến câu chuyện là các cái con số thế nào là hợp lý và cái vấn đề thứ hai nữa là cái sự lo ngại. Thế thì trước khi nói về vấn đề lo ngại thì tôi cũng bổ sung thêm hai ý liên quan đến vấn đề. Một là liên quan đến kỹ thuật tính chỉ số giá tiêu dùng. Chỉ số giá tiêu dùng của cái tháng 2 năm 2015 mà vừa rồi chúng ta công bố ấy, thì cái con số lấy trong 3 lần. Lần thứ nhất là vào ngày 25 của tháng 1. Ngày thứ hai chúng ta lấy vào ngày mùng 5 của tháng 2. Và ngày thứ ba chúng ta lấy vào ngày 15 của tháng 2. Sau đó chúng ta tính bình quân của 3 cái ngày đó với một cái rổ hàng hóa là sấp xỉ 600 mặt hàng chia ra là 11 nhóm như ông Thái đã nói. Như vậy thì rõ ràng còn một số ngày trước cái cận Tết là chúng ta sẽ được tính cái đó vào trong cái chỉ số giá của tháng 3 chứ không phải là của tháng 2. Như vậy là một số yếu tố tôi cho rằng nó sẽ liên quan đến cái chỉ số giá của tháng 3. Cái vấn đề thứ hai nữa liên quan tới mà hiện nay cái này chúng tôi cũng đang theo dõi, tuy nhiên thì hiện nay còn khá nhiều những cái lập luận hay cái bằng chứng để minh chứng cho cái vấn đề là cái hành vi tiêu dùng của người Việt Nam đang có cái sự thay đổi, và cái sự thay đổi ở đó trong một chừng mực nhất định sẽ tác động đến cái gọi mà chúng ta hay gọi là tính quy luật hay tính thời vụ của cái diễn biến giá cả. Tôi đơn cử ví dụ như người Việt chúng ta sẽ không cấp tập mua hàng hóa bất chấp giá cả, thậm chí là người bán thì lợi dụng những cái tình trạng mà mua dồn dập như vậy, còn người mua thì nhắm mắt để mà mua trong những tình trạng dồn dập áp những cái dịp lễ Tết. Như vậy tâm lý là tích trữ hàng hóa của không phải là tâm lý tích trữ, mà tâm lý này thứ nhất là nó liên quan tới hiện nay thì tôi cho rằng người Việt Nam mình ít có cái tâm lý tích trữ, bởi vì cái xuất phát từ cái điều kiện của thị trường nó không còn như cái thời bao cấp nữa để mà người ta tư duy. Nhưng mà cái chính là nó xảy ra cái hành vi tiêu dùng, tức là lo ngại thiếu hàng hóa tại những thời điểm mà nó cận những cái dịp lễ Tết như vậy thì người ta lo ngại, và do đó thì người ta đổ xô đi mua. Thì thông thường bây giờ người Việt Nam ở phần lớn các cái hộ gia đình theo tôi đánh giá là thứ nhất là họ có đủ điều kiện về tiềm lực về tài chính, thứ hai họ có cái niềm tin khá tốt vào vấn đề là đảm bảo cái cân đối cung cầu trên thị trường, do đó thì họ không dồn dập đi mua vào sát những dịp lễ Tết mà họ có thể là trải dài trong trước, và thậm chí là họ sẵn sàng là chấp nhận là nếu chưa mua được trước Tết thì có thể là mua sắm sau Tết. Do đó là cái hành vi tiêu dùng đã có những sự thay đổi nhất định, và cái đó thì cũng sẽ tác động rất tích cực đến cái vấn đề làm sao cho cái gọi là biến động giá chúng ta không tạo ra những đột biến, và kéo theo đó là cái chỉ số giá tiêu dùng sẽ tương đối ổn định. Tôi cho rằng năm 2015 này có thể, thậm chí là tôi nhớ cả năm 2014 chỉ số giá tiêu dùng những tháng cận Tết cũng không đến mức biến động như những cái thời gian trước đó.
thì có thể nó cũng là một cái tín hiệu khởi đầu cho chúng ta thiết lập lên những cái quy luật, có thể nói nó cũng không hẳn là quy luật đâu, mà có thể trở thành những cái thông lệ mới liên quan đến diễn biến của giá cả thị trường, đặc biệt là liên quan đến dịp lễ Tết. Thế còn liên quan đến cái vấn đề thứ hai mà chúng ta, tôi cho rằng là cái sự lo ngại có hay không ấy, thì như tôi đã nói, tức là mặc dù tôi cũng có tiếp cận khá nhiều người dân ở các cái tỉnh thành, cũng như là tiếp cận khá nhiều doanh nghiệp, thì có một cái đặc điểm, tức là hiện nay thiếu cái sự nó gọi là nhận định một cách thống nhất rằng thực ra thì cái sức mua của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay đang tăng, tăng nhanh hay tăng chậm hay thậm chí là giảm. Thì ở đây, thế nhưng mà nếu mà chúng ta trông vào cái chỉ số mà Tổng cục Thống kê công bố cho chúng ta ấy, thì như tôi đã vừa mới nêu trước đó, như vậy là nếu loại trừ yếu tố giá, tức là chỉ nói yếu tố về lượng thôi, thì thậm chí là chúng ta đã tăng trong cái 2 tháng vừa rồi so với cùng kỳ năm trước là tới 10,7%. Chắc là nhìn vào con số thì nó là như vậy. Tức là gần gấp đôi so với cả thông lệ suốt từ năm 2012 cho đến 13 cho đến 2014. Như vậy thì chúng ta rất khó nói rằng với con số đó tại sao lại bảo là sức mua của xã hội là giảm. Đấy, thì đó là một cái mà tôi cho rằng nó khá là cần những cái yếu tố thêm để mà chúng ta giải thích. Thế còn cái yếu tố mà chúng ta quan tâm đây đó là câu chuyện hợp lý, thì tôi cho rằng như thế này, tôi hoàn toàn chia sẻ với ý kiến vừa nêu. Thứ nhất, nếu chúng ta không thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, tóm lại là gì? Thứ nhất, chúng ta dựa vào tăng trưởng kinh tế, dựa vào tăng vốn đầu tư. Thứ hai, chúng ta dựa vào lao động giá rẻ nhưng mà với cái năng suất và cái trình độ, cái kỹ năng không cao, đúng không? Cái thứ ba, chúng ta dựa vào khai thác tài nguyên. Cái thứ tư, chúng ta dựa vào cái việc là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, bất chấp là cái xuất khẩu đó chủ yếu là gia công hay là chủ yếu là phụ thuộc vào khu vực có cái vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thì nếu với cái bốn cái yếu tố, ít nhất là bốn cái yếu tố để mà tăng trưởng như vậy của chúng ta, thì tôi cho rằng cái mức hợp lý theo quan điểm cá nhân tôi, mà mặc dù cũng chưa có cái luận chứng hay là những cái mô hình để mà chứng minh rằng những con số đó là hợp lý, thì cái cảm nhận của tôi thì lạm phát rõ ràng ở mức đâu đó dưới 5%. Tất nhiên là đừng thấp quá đến mức như là 1,84% như năm 2014, thấp một cách bất ngờ chẳng hạn. Như vậy là lạm phát dưới 5% là được. Cái thứ hai là tăng trưởng kinh tế đâu đó cỡ vào khoảng 6-6,5%, thì là hoàn toàn chúng ta sẽ giữ được cả hai cái. Một là chúng ta có cái ổn định kinh tế vĩ mô. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có cái tăng trưởng, vẫn tăng trưởng kinh tế nhưng không phải là tăng trưởng quá nóng. Thì đó là, thế còn nếu trong trường hợp chúng ta thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, thì theo tôi lúc đó cái việc lựa chọn các yếu tố để tăng trưởng kinh tế sẽ quyết định cho chúng ta con số nào hợp lý về tăng trưởng kinh tế, con số nào hợp lý về lạm phát. Vừa rồi ông Ánh có gọi lên cho tôi một cái suy nghĩ khá là thú vị, đó là chuyện ông Ánh cũng không hiểu là người dân hay doanh nghiệp họ nghĩ là sức mua tăng, sức mua giảm hay là sức mua ổn định, bởi vì chỉ con số của chúng ta thì đã rõ ràng thể hiện là nó tăng và tăng rất là mạnh là đằng khác. Nhất là cái việc là vào tháng Tết ấy, thì có mặt hàng bán được nhiều, có mặt hàng bán được ít, thậm chí mặt hàng không bán được. Tôi lấy ví dụ như là đối với rất nhiều mặt hàng bánh kẹo mứt chẳng hạn, thì Tết là cái dịp tiêu thụ nhiều nhất. Đối với ngày xưa chúng tôi thì Tết là tháng Tết là tháng bán ít nhất. Và tôi cho rằng là đối với các nhà kinh doanh, các sàn giao dịch bất động sản, thì tháng Tết có lẽ là hầu như là sau Tết là không bán được cả. Cho nên rằng là cái việc là CPI cũng phải tính theo giống với từng nhóm mặt hàng khác nhau, và cái mùa Tết và các cái mùa điểm nó có tính mùa vụ của nó, cho nên là cái này nó cũng phải tính một cái giá trị khác nhau, là nó cũng đó có cái tập quán tiêu dùng. Cái thứ hai nữa là cái tâm lý của người tiêu dùng có sự thay đổi theo chủ yếu xã hội, thay đổi theo chủ yếu hiểu biết của xã hội nó thay đổi là đúng. Và CPI thì có một trong những cái vấn đề cố hữu của nó. Nó có ba vấn đề cố hữu của nó, là một trong vấn đề tiên là nó không đo đánh được, thay đổi được cái sự độ lệch pha, độ lệch pha có nghĩa là khi có một mặt hàng nào đó tăng rất nhanh thì CPI không đo được cái chuyện đó, mà trong đó có nhóm mặt hàng làm giá tăng rất nhanh, các mặt khác ổn định, bởi vì trong cái rổ hàng hóa đó số lượng hóa là dịch vụ là mượn là cố định. Khi xuất hiện một số mặt hàng mới, nhất là bây giờ ví dụ như là mặt hàng mới iPhone 5 6 thay với iPhone 5 chẳng hạn, thì nó chỉ đo được iPhone 5 tăng trưởng đấy, nó không đo được iPhone 6, vì lúc đó trong cái rổ hàng hóa đó nó không chọn cái nhóm mặt hàng đó. Tôi lấy ví dụ là như thế. Thế thì hơn nữa là CPI cũng không đo được cái độ mạnh của đồng tiền, cái sức mua của đồng tiền khi có một sản phẩm mới. Khi có một sản phẩm mới, không biết đồng tiền này, đồng nội tệ này, đồng Việt Nam đồng này mua được thêm rất nhiều các sản phẩm mới khác. CPI chưa đo được ngay trong thời điểm đó. Để 3 tháng sau, mấy tháng sau, như ông Ánh vừa ông ạ, đấy là do cách tính toán và do cách định nghĩa CPI là như thế.
Cho nên là chúng ta nếu như dùng một công cụ đánh giá là CPI để đánh giá tất cả, cũng như là dùng mỗi một công thức lạm phát thì bằng là CPI cuối kỳ trừ đi CPI đầu kỳ và chia cho CPI của cái kỳ đầu đến kỳ gốc, thì để tính ra lạm phát thì cũng sẽ đánh giá lạm phát được như thế. Thì chúng ta nhìn mọi vấn đề thì nó không phải nhìn vào một cái số cái con số chỉ tiêu đánh giá, bởi vì kinh tế học vĩ mô là phân tích trên là định lượng, nhưng mà cũng phải có định tính, định lượng. Thì cái này làm cái phải phân tích nó cũng rất là khó và chịu đựng, mà cần có những nghiên cứu đánh giá một cách thận trọng. Về kết luận cuối cùng của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng CPI giảm nó cũng là một điều bình thường và chưa đến mức lượng lo lắng, và chưa đến mức tháng hai của tháng hai vâng. Giảm 4 tháng liên tiếp là bình thường, chưa lo lắng tới mức và chưa đủ cơ sở để kết luận rằng có giảm phát. Vâng. Và là nó không hữu hiệu, và niềm tin của người tiêu dùng, niềm tin của doanh nghiệp trong thời điểm này cũng vẫn đang tăng. Vâng, thưa các khách mời, và liên quan tới những nội dung mà chúng ta vừa trao đổi trong chương trình đối thoại thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một cuộc trao đổi của phóng viên VITV tại thành phố Hồ Chí Minh với một chuyên gia kinh tế. Xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem. Xin chào chị Phương Chi, xin chào các khách mời tại trường quay đối thoại VITV. Liên quan đến nội dung khách mời phim trường vừa trao đổi thì chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thiên Anh Tuấn. Xin chào ông. Thưa ông, với xu hướng giảm như thời gian vừa qua thì liệu Việt Nam có nguy cơ rơi vào giảm phát hay không? Theo đúng cái định nghĩa về giảm phát, đó là cái hiện tượng mức giá cả chung trong nền kinh tế giảm xuống trong một cái thời gian nhất định. Cái thứ nhất á, là cái hiện tượng mức giảm của cái chỉ số giá chung á, là nó có khuynh hướng diễn ra từ khoảng hơn 3 năm nay. Nhưng mà mức giá thực sự giảm sâu, giảm mạnh đấy, và thậm chí là âm, nó chỉ nửa năm trở lại đây mà thôi. Đấy, như vậy nó vẫn chưa đủ để có thể xem đó là một cái hiện tượng giảm phát của nền kinh tế. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta thường dùng cái chỉ số giá tiêu dùng hay gọi là CPI. Đấy, thì nó cũng chỉ là một trong các cái chỉ số giá của nền kinh tế mà thôi. Nó không phải là một cái chỉ số duy nhất, càng không phải là một cái chỉ số tiên quyết hay là đại diện cho cái mức giá cả chung của nền kinh tế này. Bởi vì nó còn nhiều cái chỉ số giá khác nữa. Ví dụ như là chỉ số giá sản xuất PPI, chỉ số giá bán lẻ API, chỉ số giá bán buôn WPI, hay quan trọng hơn đó gọi là chỉ số khử lạm phát, gọi là GDP deflator. Chúng ta phải phân tích đúng cái thực trạng hiện nay của cái sự suy giảm mức giá chung. Đầu tiên, ngoài cái sức cầu nó vẫn còn rất là yếu ớt, thì cái yếu tố quan trọng nhất, trực tiếp nhất nó tác động đến cái sự suy giảm chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta, đó chính là cái việc điều chỉnh giá xăng dầu giảm. Cách đây hơn 2 năm, tôi có một cái bài viết trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn với nhan đề là nghịch lý của sự tăng tiện, gọi là The Paradox of Thrift. Ở đó tôi phân tích rằng là cái bối cảnh kinh tế Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, đấy, và kể cả nó cho đến hiện nay, đấy, thì là người dân đang tích cực gia tăng tiết kiệm. Đấy, bởi vì là gì, kinh nghiệm của các nước cho thấy rằng là gì, sau những cái thời kỳ bùng nổ tín dụng rồi hệ quả là vấn đề nợ xấu, đấy, thì cái hành xử của các hộ gia đình, của các cái khu vực trong nền kinh tế thường là thắt lưng buộc bụng. Đấy, thì đứng ở góc độ của các hộ gia đình, các cá nhân thì việc thắt lưng buộc bụng như vậy là tốt, bởi vì họ giúp họ có thể dự phòng những các cái bất trắc trong tương lai họ không biết được. Đấy, trong khi đó đối với khu vực doanh nghiệp thì sau một cái thời kỳ bùng nổ tín dụng và phình to cái bảng cân đối tài sản, người ta gọi là hiệu ứng bảng cân đối tài sản, thì là một cái thời kỳ người ta gọi là thời kỳ thoái nợ hay là giảm đòn bẩy nợ, gọi là deleverage, giảm đòn bẩy nợ. Tức là lúc này các cái doanh nghiệp sẽ cố gắng nỗ lực để mà trả bớt nợ, thu hẹp cái bảng quy mô của bảng cân đối tài sản để giảm bớt cái rủi ro tài chính của họ. Đấy, trong khi khu vực hộ gia đình thì gia tăng tiết kiệm, khu vực doanh nghiệp thì tìm cách giảm quy mô tài sản, giảm quy mô hoạt động của họ xuống. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cái tình trạng là suy giảm sức cầu, tổng cầu của nền kinh tế. Đấy, thì tiết kiệm ở góc độ hộ gia đình là tốt, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái người ta gọi là ảo tưởng, gọi là ảo tưởng về sự tổng gộp. Có nghĩa là các hộ gia đình gia tăng tiết kiệm, nhưng mà tổng tiết kiệm của nền kinh tế nó sẽ bị suy giảm. Đó chính là nghịch lý của tiết kiệm. Đấy, và khi mà gia tăng tiết kiệm như vậy á, thì nó sẽ giảm cái tiêu dùng xuống. Và khi nó giảm cái tiêu dùng như vậy thì vô hình chung là nó kéo cái
cái động lực sản xuất của các cái khu vực doanh nghiệp xuống, bất lợi cho cả các doanh nghiệp, bất lợi cho người lao động và bất lợi cho cả khu vực hộ gia đình. À, vậy dự báo của ông về CPI từ đây đến cuối năm sẽ như thế nào? Khi đầu tiên chúng ta lưu ý một chút là những cái chỉ số giá tiêu dùng CPI thường được công bố của Tổng cục Thống kê, nó là chỉ số giá tiêu dùng tổng gộp, theo nghĩa là nó đưa cả cái sự biến động giá của các cái mặt hàng lương thực thực phẩm, hay là kể cả giá của các cái năng lượng ở trong đó, sự biến động giá của các cái hàng hóa cơ bản trong đó. Nhưng mà trong cái việc quản lý kinh tế vĩ mô cũng như là trong việc thực thi chính sách tiền tệ, người ta sử dụng một cái thước đo khác về lạm phát mà người ta gọi là lạm phát cơ bản, core inflation, tức là loại trừ tác động của sự biến động giá năng lượng hay là giá lương thực thực phẩm hay là giá các cái mặt hàng cơ bản chẳng hạn. Đấy, để nó phản ánh sát hơn cái lạm phát thực sự của nền kinh tế dưới tác động của chính sách tiền tệ. Đấy, vì vậy nếu như chúng ta loại trừ cái biến động giá của các cái mặt hàng đó ra thì cái thực ra là cái chỉ số lạm phát cơ bản ở Việt Nam chúng ta là không quá giảm, không giảm sâu như là cái chỉ số CPI chúng ta thường nghe đến. Đấy, mà thậm chí là nó còn tăng so với cùng kỳ năm trước thì khoảng bình quân khoảng 3%. Đấy, và nếu chúng ta dựa trên cái chỉ số đó thì có khả năng trong thời gian tới lạm phát cơ bản của chúng ta cũng có thể duy trì ở cái mức tương đương như vậy. Đấy, trong khi đó chúng tôi sử dụng một số những cái mô hình về dự báo. Đấy, với các cái dữ liệu đầu vào là các cái chỉ báo của nền kinh tế vĩ mô, đấy, kết hợp với một số những cái kỳ vọng của các cái khu vực, của người dân, của doanh nghiệp thông qua những cái hành xử của họ trong các hoạt động chi tiêu cũng như là trong các cái đơn hàng mua bán của các doanh nghiệp, thì chúng tôi dự báo rằng trong năm nay chỉ số giá sản xuất CPI nó khó có thể vượt quá 3%. Đấy, và nó nằm trong cái giới hạn cho phép của Quốc hội là không quá 5%. Đấy, và cái điều đó thì tất nhiên nó còn phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố như tôi đã phân tích ở trên, phụ thuộc vào cái động thái của chính sách tiền tệ trong thời gian tới như thế nào. Đấy, ví dụ như nếu như ngân hàng nhà nước như cái thông điệp gần đây là họ sẽ có định hướng cắt giảm thêm lãi suất, đấy, thì lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái dự báo của chúng ta, cân nhắc lại một số những cái tác động kèm theo từ cái việc điều chỉnh các cái công cụ của chính sách tiền tệ như vậy. À, vâng, xin rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại trường quay với chị Phương Chi và các khách mời. À, vâng, xin cảm ơn chị Anh Thư và xin cảm ơn khách mời tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây chúng tôi xin được quay trở lại tiếp tục câu chuyện với các khách mời tại trường quay đối thoại VITV. Quý giác độ của những người theo dõi tình hình kinh tế vi mô và vĩ mô và đang phải sống hàng ngày với cái ảnh hưởng đó, thì chúng tôi cũng có sự lo lắng rằng là cái tình hình giá dầu giảm phát, cái tình hình nợ công càng ngày tăng, nó sẽ dẫn đến bắt buộc chính phủ phải điều hành, phải ổn định kinh tế vĩ mô, phải điều hành kinh tế thắt chặt chính sách tài chính và hoặc chính sách tài khoá, để còn từ đó là làm lại là làm cho cái giá tỷ giá tiền giá vốn, nghĩa là lãi suất thực cho khu vực kinh tế tư nhân nó cao hơn mức bình thường, và điều đó nó sẽ dẫn đến giảm phát. Và giảm phát thì là một cái mà chúng tôi như tôi đã nói lúc nãy là cái đáng sợ nhất trong nền kinh tế, và vì vậy mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp ngay doanh nghiệp. Và chúng tôi rất mong muốn rằng là, và cái nguy cơ đó là có nguy cơ, và không phải là tôi nói ở đây mà như tôi nói lúc nãy là các tổ chức quốc tế từ IDB, từ IMF, từ các chuyện này đều phân tích, đều cảnh báo đối với các nước, và chúng ta không thể coi thường được. Chúng ta cần phải sớm có biện pháp. Một trong biện pháp sớm nhất đó là vấn đề hạ lãi suất. Ngay từ đầu chúng ta có thể làm được là cần làm sớm nữa hạ lãi suất cho khu vực kinh tế tư nhân. Đấy. Và trong lúc thì vẫn dù cái nguồn tỷ lệ lãi suất thực cho khu vực công thì phải giảm cho tư nhân. Nếu như anh chỉ có giảm, anh giảm cái khu vực lãi suất khu vực công, cả công cả tư thì anh không đủ nguồn lực, nhưng anh phải tập trung giảm lãi suất khu vực kinh tế tư nhân, thì như vậy nó sẽ kích thích cho cầu và phải có các biện pháp kích cầu. Tức là lãi suất bây giờ vẫn còn cao so với lãi suất thực, so với kinh tế và kinh tế so với là cao. Vâng. Ở các nước, ở Mỹ là một trong bài học nhiều năm
thì Mỹ đã bơm tiền ra để giảm cái lãi suất thực trong nền kinh tế gần như xuống mức bằng không, gần như mức bằng không ở trong nhiều năm, và hiện tại thì đang có dấu hiệu là họ bắt đầu giảm cái vật, họ bắt đầu giảm cái việc mức độ bơm tiền. Nhưng mà lãi suất huy động của chúng ta cũng đã giảm liên tục, bây giờ ngày càng xuống thấp và lãi suất cho vay theo đó thì cũng có xu hướng đang hạ dần ạ. Như vậy thì doanh nghiệp vẫn thấy là vẫn phải tiếp tục hạ xuống nữa. Nếu như ở đây chúng ta phải định nghĩa như bà Mười vừa nói là lãi suất thực, và tôi là lãi suất thực của lãi suất thực chứ không phải là lãi thuật. Lãi suất thực thì bằng như bà Mười vừa nói, bằng lãi suất thực ở lãi suất cho vay bằng lãi suất thực cộng với chi phí vay. Đúng không ạ? Và chúng ta đang đang muốn đảm được chi phí vay thì đầu tiên phải đảm được là lãi suất thực. Liên quan tới lãi suất ạ, vừa rồi tôi thấy còn có một số ý kiến nói rằng là đang có một cái đề nghị là lãi suất huy động phải giảm xuống nữa, giảm xuống thật là thấp và thậm chí là giảm xuống không đến 1% thì may ra chúng ta mới có được một cái lãi suất cho vay mà hợp lý để phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp. Thì bà Mùi chắc là chuyên gia kinh tế, bà Mùi cũng đã có ý kiến về vấn đề đó. Tôi nghĩ là lãi suất huy động theo suy nghĩ tôi, nếu mà vĩ mô tương đối như này và lạm phát ở mức thấp như thế này thì lãi suất cả huy động và cho vay có đủ điều kiện, có đủ căn cứ để hạ xuống. Còn hạ xuống 1% hay 0% hay 0.mấy% thì tôi nghĩ là không thể nói thế được. Bởi vì hạ nhưng mà vẫn có điều kiện để thu hút được, các cái kênh đầu tư đều thu hút được. Những người mà muốn ăn chắc mặc bền thì có tiền nhàn rỗi vẫn gửi ở ngân hàng. Cho dù lãi suất rất thấp 2-3% người ta vẫn gửi. Nhưng những người người ta chấp nhận rủi ro thì người ta bỏ mạnh dạn bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh. Và những người người ta biết được những cái nguyên tắc hoạt động thị trường, ta am hiểu thị trường, người ta có thể đầu tư vào chứng khoán, có thể đầu tư vào bất động sản. Không nên là để một cái lãi suất nó rất là cao thì người ta thấy rằng là gửi vào ngân hàng cứ chắc chắn định kỳ 1 năm thì nếu mà gửi 12 tháng thì cũng 7-8%, không phải vất vả đầu óc gì cả. Thế là rõ ràng trong bối cảnh như vậy thì người ta có tiền, người ta sẽ gửi vào ngân hàng, người ta không mạnh dạn bỏ đầu tư kinh doanh, bởi vì bỏ vào sản xuất kinh doanh thì đôi khi còn chịu rủi ro, còn phải tính toán chán thì mới thu hồi được vốn và phải có cái lãi 7% như ngân hàng. Do đó là những ý kiến ta đưa ra nó đều có căn cứ cả, nhưng mà hạ bao nhiêu thì vẫn phải tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng nó tồn tại phát triển một cách bình thường. Bởi trong bối cảnh hiện nay thì ngân hàng họ cũng có cái khó là do những cái cũ này để lại. Đó là cái nợ xấu nó còn cao. Và một khi cái nợ xấu còn cao thì cái phần mà nó liên quan lãi suất đó là trích dự phòng rủi ro, thì người ta đều phải tính vào phí. Do đó làm cho cái lãi suất đầu ra nó hạ nhưng mà nó chưa được như cộng đồng doanh nghiệp mong muốn. Nhưng mà trong bối cảnh mà lạm phát đã xuống thấp như này, các cái diễn biến vĩ mô rất là tích cực thì đủ căn cứ để hạ cả lãi suất đầu vào lẫn lãi suất đầu ra của hệ thống tín dụng. Còn cái mức bao nhiêu là hợp lý thì còn phải xem xét để tính toán. Như bản thân bà Mùi nghĩ là mức bao nhiêu là hợp lý ạ? Tôi nghĩ là lãi suất trong bối cảnh hiện nay thì cái đầu vào lãi suất huy động thì nó thường bình quân khoảng độ trên dưới 4%. Và đầu ra thì nó khoảng từ 7-8%. Thì tôi nghĩ là hợp lý. Và chênh lệch ở đây khoảng 2,5 đến cái margin ấy là chênh lệch 2,5 đến 3%. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân ngân hàng cũng còn phải đang xử lý những cái tồn đọng mà không ai khác, chính họ phải xử lý. Đó là cái trích dự phòng rủi ro theo đúng và đủ theo quy định của ngân hàng nhà nước. Thế thì cái trích dự phòng rủi ro đấy thì nó liên quan đến cái chi phí đầu ra của ngân hàng. Nên là cái mức mà nền kinh tế hiện nay tôi nghĩ là chịu đựng được thì lên là khoảng là 6-8% thông lệ, chứ không phải ông này được ưu tiên thì mới có 6-8. Còn cái đầu vào thì nên ở cái mức trên dưới 4% đối với cái kỳ hạn 6 tháng hoặc là kỳ hạn dài hơn. Tôi nghĩ là cho vay ở cái mức mà 6-8% đúng là thực sự đã làm cái niềm mơ ước của doanh nghiệp rồi ạ. Bởi vì số lượng doanh nghiệp thực sự được tiếp cận với cái mức lãi suất dưới 10% cũng còn rất là hạn chế, phải không ạ? Tôi cho rằng về lãi suất thì trước hết nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Tôi nhớ rằng cách đây vài năm khi nói đến cái lãi suất tiền gửi ở một nước nào đó, đâu đó cỡ trong vòng khoảng 1%, thì tôi cho rằng nó đã là quá thấp rồi nếu so sánh với cái lãi suất khi đó tại Việt Nam là tầm trên 10%, thậm chí có những giai đoạn mà lên tới 15-17% cho một năm. Nhưng mà đến năm 2014 thậm chí tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà ở một số nước khi mà xuất hiện cái tình trạng mà thiểu phát hay thậm chí là có xuất hiện dấu hiệu về giảm phát ấy, thì người ta còn đưa cái lãi suất tiền gửi gọi là lãi suất âm.
tức là cái người gửi tiền vào thậm chí là không nhận được đồng lãi suất nào, mà thậm chí là còn phải ngừng trả thêm tiền cho cái người mà họ nhận cái khoản tiền gửi đó, tức là lãi suất âm. Như vậy thì rõ ràng ở đây cái vấn đề lãi suất, kể cả lãi suất tiền gửi cũng như là lãi suất cho vay, nó phụ thuộc vào nhiều biến số, nhưng mà dường như cái biến số lớn nhất nó liên quan đó là cái câu chuyện về lạm phát. Như vậy thì ngay trong năm 2014, tôi nhớ rằng khi có những ý kiến cho rằng là đề xuất là bây giờ có thể kéo giảm ngay cái trần lãi suất tiền gửi chúng ta hiện nay là chỉ áp dụng cho các loại dưới 6 tháng. Đúng không ạ? Chúng ta đã kéo giảm xuống 5,5%. Và sau đó thì rất nhiều các cái ngân hàng cũng đã mạnh dạn áp dụng cái trần lãi suất cho riêng họ là chỉ khoảng đâu đó là trên 5% một chút xíu thôi, một năm. Thì tôi có nói ngay từ những cái thời điểm giữa năm 2014 rằng cái vấn đề xác định cái trần lãi suất tiền gửi thì ở đây nó có hai cái. Một, chúng ta còn nên giữ hay không? Đó là một cái. Cái thứ hai, nếu chúng ta giữ thì chúng ta nên xác định một cái mức như thế nào cho hợp lý. Thì cái quan trọng nhất đó là chúng ta lường trước được cái lạm phát cho cả năm 2014 là bao nhiêu. Bởi vì như chúng ta cũng biết, cái tiền gửi và cái tiền cho vay là lãi suất xác định tại thời điểm bắt đầu có cái hợp đồng tiền gửi hay hợp đồng cho vay. Nhưng cái khi kết thúc hợp đồng thì người ta mới tất toán lại cái câu chuyện là lúc đấy là thực âm hay thực dương và cái chênh lệch đó là bao nhiêu. Vậy thì ở đây nó có một cái vấn đề là nếu chúng ta không dự đoán được cái lạm phát cho cả năm thì chúng ta sẽ không có cái căn cứ để mà bảo là nên giảm hay không giảm và mức độ giảm là bao nhiêu. Đó là cái thứ nhất. Và chúng ta cũng thấy là trong cái thực tế năm 2014 như tôi đã nói, tức là gần như là tất cả chúng ta đều bất ngờ với con số 1,84%. Nhưng cái đó là như tôi đã nói, đó là so với tháng 12 năm 2014 so với tháng 12 năm 2013. Thì chỉ số giá, vấn đề lạm phát là 1,84%. Nhưng chúng ta nếu tính bình quân cho cả năm 2014 so với 2013 thì nó vẫn tăng 4,09%. Như vậy thì với cái mức 4,09%, với cái ngưỡng 5,5% do lãi suất tiền gửi, theo cá nhân tôi là hợp lý, vẫn đảm bảo được cái vấn đề là gì? Chúng ta vẫn huy động được cái tiền gửi vào trong cái hệ thống ngân hàng. Bởi vì cho đến nay chúng ta vẫn phải khẳng định thế này, mặc dù chúng ta cố gắng bằng rất nhiều cách khác nhau để làm sao đa dạng hóa các cái nguồn lực tài chính cho sự phát triển sản xuất kinh doanh, cho các cái doanh nghiệp của nền kinh tế Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn hiện nay vẫn đứng ở cái trạng thái là lệ thuộc rất nhiều vào vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng. 80-90% cái vốn cho nền kinh tế lệ thuộc vào cái hệ thống ngân hàng. Vậy thì sẽ thế nào nếu khi chúng ta đưa cái lãi suất tiền gửi xuống ở mức quá thấp để mà hệ thống ngân hàng đột nhiên không huy động được tiền nữa, thì làm sao họ đáp ứng được cái vai trò là trung gian tài chính cung cấp tới 80-90% cho nền kinh tế, trong đó cho gần như tất cả các doanh nghiệp của chúng ta. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nó liên quan tới cái bà Mùi cũng đã nói rồi, thì tôi cũng hoàn toàn chia sẻ thôi. Chúng ta lại phải đặt cái khoảng cách giữa cái lãi suất tiền gửi bình quân với cái lãi suất cho vay bình quân hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh. Đó là tất nhiên là nó phải đảm bảo cái sự tồn tại của những người đi vay, tức là bản thân các cái doanh nghiệp. Nếu mà quá cao thì có lẽ là họ thà ngồi chơi còn hơn là đi vay, để mà cuối cùng là hoạt động sản xuất kinh doanh của họ không đủ để mà trả cho cái phần mà đi vay từ phía ngân hàng, để trả lãi suất cũng như là trả lãi gốc. Nhưng mà cái vấn đề là nếu như không đảm bảo một cái tỷ lệ nhất định thì hệ thống ngân hàng sẵn sàng cũng sẽ ngồi chơi, thay vì là cung cấp làm trung gian tài chính huy động vốn để cung cấp vốn cho doanh nghiệp, thậm chí là hiện nay là một phần vốn đó cung cấp đóng một vai trò rất quan trọng để cung cấp vốn cho cái khu vực công thông qua các việc là mua các cái trái phiếu chính phủ chẳng hạn. Thì rõ ràng ở đây là nếu như không đảm bảo một cái giới hạn như vậy thì các ngân hàng cũng sẵn sàng là nghỉ, không làm nữa. Và chúng ta hình dung nếu một nền kinh tế, cái hệ thống tín dụng, cái hệ thống tài chính chúng ta với vai trò là mạch máu của nền kinh tế, họ dừng lại, họ đứng lại thì cái nền kinh tế sẽ đi về đâu? Nên là tất cả những cái kiến nghị đó thì tôi không nói nó đúng hay nó sai, nhưng rõ ràng chúng ta luôn đặt những cái kiến nghị kiểu như vậy, kể cả về cái chuyện chiều hướng tăng hay giảm, kể cả về mức độ tăng hay giảm, luôn quan đến toàn bộ tổng thể của nền kinh tế. Và đặc biệt tôi nhấn mạnh một lần nữa, không có thời gian nhiều để mà nói, nhưng rõ ràng cái đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam nó có những đặc điểm rất đặc biệt và riêng có. Nên là mặc dù tôi chấp nhận là việc chúng ta học kinh nghiệm ở các nước, học bài học ở đâu đó, nhưng khi đưa vào Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta cần phải căn cứ vào những cái đặc điểm rất đặc thù đó của Việt Nam, thì lúc đó những cái khuyến nghị hay những cái đề xuất nó mới có cái căn cứ. Và đồng thời nó quan trọng nhất là những khuyến nghị đề xuất đó có khả năng thực thi và đưa vào trong cuộc thực tế được, chứ tránh những cái gọi là kêu gọi hay thậm chí là gây sốc quá mức, mà tôi cho rằng nó thiếu những cái căn cứ hay những cái lập luận vừa mang tính lý luận và lại đồng thời nhất quan trọng là gắn với cái thực tế Việt Nam. Vâng, thực ra tôi nghĩ là khi đưa ra bất cứ một khuyến nghị hoặc là một cái đề xuất gì đấy, tất nhiên là chúng ta phải nhìn rất là nhiều yếu tố này, được mặt được, mặt không được, rồi mối liên hệ với các bên khác. Thế tuy nhiên trong những cái điều kiện như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể đưa dẫn điểm mang tính chất đột phá. Khuyến nghị đưa một cái mức lãi suất xuống thật là thấp ấy, tôi thấy cũng khá nhiều người là đồng tình trong cái điều kiện mà lạm phát thấp và được kiểm soát tốt như thế này. Mấy doanh nghiệp như thế nào?
cũng như là đã bàn về vấn đề lãi suất này một lần, chúng ta có thể là đối với doanh nghiệp, thực ra là đối với doanh nghiệp mà chi phí đi vay không nhiều như chúng tôi thì cái vấn đề tăng lãi suất, hạ lãi suất thực ra thì nó tiết kiệm cũng không nhiều về vấn đề chi phí vốn, chi phí tài chính nó cũng tăng nhiều. Chi phí tài chính doanh nghiệp như chúng tôi chẳng hạn thì mất khoảng 2.5-3% một năm, thì việc tăng trưởng lãi suất tín dụng thì nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà đối với nhiều doanh nghiệp họ đi vay với để làm bất động sản chẳng hạn, vay tới hàng ngàn tỷ, thì những cái vấn đề lãi suất cao hay thấp là đối với họ là cực kỳ vấn đề lớn. Cho nên là nó cũng đối với ý kiến thì cũng của mỗi doanh nghiệp nó sẽ rất khác nhau vấn đề này. Nhưng nền chung cái mức lãi suất thấp, những mức lãi suất như bà Mùi vừa đứng ra, chúng tôi cho là mức được hợp lý, tức là huy động là khoảng 4%, còn cho vay khoảng 6-8%, và nó có cơ sở khoa học của nó, cơ sở tính toán, cơ sở kỹ của nó, cái gì nó có cái cơ sở của nó dựa trên cả thực tiễn kinh tế cũng như về mặt lý thuyết để đưa ra những cái điều đấy. Và chúng ta dần dần điều hành nền kinh tế, từ nền tảng kinh tế theo cái gọi cái kế hoạch chúng tôi gọi là bài bản. Thực ra không khó khăn gì điều học ngành kinh tế vĩ mô theo một cách bài bản, và rất chỉ có thể điều hành một cách bài bản đi theo đúng quy luật kinh tế thị trường, áp dụng các quy luật của kinh tế và áp dụng quy luật của thị trường, chấp nhận nó, sống chung với nó, đi theo nó, thì dần dần chúng ta sẽ đi đến sự ổn định. Sự ổn định chính nhất là đi theo đúng quy luật, làm theo đúng kỹ, làm theo đúng bài bản. Thế đấy là một cái, và cái mà bà Mùi vừa đưa ra chúng tôi cho rằng là mức hợp lý, và doanh nghiệp chúng tôi thấy là hợp lý. Quay lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là sự CPI giảm trong 4 tháng liên tiếp, và CPI đặc biệt tháng 2 giảm, thì cái dự báo của CPI của các tháng tiếp theo là như thế nào? Thì theo ý kiến của chúng tôi thì và ý nhận của chúng tôi thì rất nhiều cái khả năng tháng 3 vẫn có thể tiếp tục giảm và có thể giảm thêm một vài tháng nữa. Nhưng với cái sức mua của người tiêu dùng, của thị trường hiện nay, niềm tin của người tiêu dùng hiện nay cũng như niềm tin của người tiêu dùng và niềm tin của đầu tư, nhất là chúng ta có 4 cái trụ cột rất vững chắc. Đó là thứ nhất là cái xu hướng nguồn FDI, nguồn FDI về Việt Nam hiện nay cũng đang gia tăng. Cái thứ hai là cái nỗ lực tự do hóa thương mại của Đảng và Chính phủ Việt Nam, của nhân dân Việt Nam rất mạnh mẽ trong quá trình hội nhập. Chúng ta sẽ hội nhập rất nhanh chóng, đặc biệt chúng ta sẽ trở về với thị trường xuất khẩu lớn nhất thế giới, thị trường Mỹ, trong một khoảng cách gia tăng rất nhanh để mà tăng trưởng xuất khẩu. Và cuối cùng là vấn đề giảm dầu, giảm giá dầu cũng có tác động ít nhiều nền kinh tế. Và với 4 cái trụ cột đó thì tôi tin rằng nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 vẫn khởi sắc, và CPI 6 tháng cuối năm có thể tăng, và tổng CPI cả năm 2015 sẽ tăng hơn, so với cũng vẫn sẽ tăng lên. Đấy là những cái mà là chúng tôi cũng có là tin tưởng tăng lên, nhưng mà tăng ở thế. Tăng ở mức chấp nhận được. Tăng ở mức chấp nhận được thì là với mức được tăng với mức mong muốn nó lại khác nhau. Vâng. Chấp nhận được và mong muốn nó lại khác nhau. Tôi dùng đúng từ mà ông Tuấn đã dùng trước đó. Vâng. Thì chắc là tăng được ở mức chấp nhận được. Vâng. Thì còn tăng ở mức mong muốn thì chắc là khó. Tôi cho rằng vấn đề chỉ là như thế này thôi. Như tôi đã nói thì nó có nhiều yếu tố, nhưng mà nếu mà tôi căn vào cái yếu tố quan trọng nhất, đó là cái khả năng cái lạm phát của năm 2015 sẽ đứng ở mức nào. Thì vâng, chúng ta cũng biết là mục tiêu chính phủ đặt ra là 5%, không quá 5%, đúng không ạ? Nếu mới cái diễn biến mà ví dụ như ý ông Tuấn nói về vài cái trụ cột mà khả năng cái lạm phát có thể là dưới 5%, và còn thậm chí còn thấp khá xa so với khoảng 5% chẳng hạn, thì cái đề xuất của bà Mùi hay cái ý kiến của bà Mùi liên quan đến con số khoảng 4% lãi suất tiền gửi chẳng hạn thì tôi cho rằng là cũng hoàn toàn là phù hợp. Và kéo theo đó thì cái khoảng cách giữa cái trần lãi suất huy động và cái lãi suất cho vay và cái lãi suất huy động thì nó căn cứ và nó gắn vào cái quá trình đang cơ cấu lại cái hệ thống ngân hàng của chúng ta, mà chúng ta biết năm 2015 là cái năm cuối cùng để thực hiện cái việc là cơ cấu lại cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam, và kéo theo đó thì cũng là những cái cơ hội có thể có để kéo giảm cái khoảng cách giữa cái lãi suất huy động và với cả cái lãi suất cho vay mà vốn là cũng khá lớn như cái hiện nay. Như vậy thì với cái mức khoảng 7-8% như bà Mùi nói là hoàn toàn là tôi cho rằng cũng là hợp lý. Tuy nhiên thì ở đây tôi nhấn mạnh một điểm nữa là cái biến số mà tôi cũng không dám tin chắc một cách chắc chắn như ông Tuấn nói đâu. Đó là liên quan tới cái biến số về cái lạm phát và như tôi vừa nêu, và cái khả năng nó sẽ thế nào. Từ cuối 2014 thì tôi vẫn đặt ra hai phương án: một là trên 5% và hai là dưới 5%. Thế còn tôi cũng không dám đặt ra khoảng cách là dưới là bao nhiêu và hơn trên là bao nhiêu. Nhưng ở đây nó sẽ có đặt ra hai vấn đề. Cái thứ nhất, cái biến động giá dầu là một cái biến số mà tôi cho rằng gần như là không thể xác định được, đặc biệt là trong cái biến động của năm 2015 này liên quan đến hàng loạt các yếu tố về địa chính trị,
không chỉ liên quan đến thế giới mà thậm chí là có thể ở Việt Nam. Đặc biệt là ví dụ như tình hình Biển Đông chẳng hạn, thì rõ ràng cái yếu tố về giá dầu là một cái biến số cực kỳ khó xác định. Và do đó thì chúng ta cũng đã đưa kịch bản rồi, ba kịch bản chính 40, 50 và 60 về giá dầu thô, kéo theo đó là giá xăng dầu. Chúng ta hiện nay vẫn cơ bản là phải nhập khẩu xăng dầu. Vậy thì ngoài các cái phương án đó, kịch bản đó, thì liệu có những cú sốc ví dụ như giá dầu xuống tới 20 đô, thậm chí 10 đô như ai đó người ta dự báo, hay thậm chí nó quay ngược trở lại trong một thời gian rất ngắn lên đến 80, 90 hay thậm chí là vượt 100 đô giống như là chúng ta đã chứng kiến của mấy năm trước chẳng hạn. Vậy thì những cái cú sốc đó chắc chắn sẽ tác động đến cái vấn đề lạm phát Việt Nam trong cái bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam trông cậy vào dầu thô rất nhiều. Nhập khẩu của Việt Nam thì một phần lớn, một tỷ lệ không nhỏ trong đó là nhập khẩu xăng dầu. Rõ ràng cái biến động này tôi cho rằng là một cái dấu hỏi cực lớn mà chúng ta phải tính đến. Cái vấn đề thứ hai nữa thì ngay cả dự báo cái chỉ số giá cho tháng 3 thôi, tôi cho rằng là bản thân tôi cũng không dám đưa ra dự báo. Mặc dù tôi có đọc một số thông tin là đâu đó dự báo rằng tháng 3 lại sẽ tiếp tục âm nữa, tức là kéo dài cái kỷ lục là những cái tháng âm liên tiếp của chúng ta về chỉ số giá tiêu dùng. Nhưng tháng 3 nó có đặc điểm thế này. Thứ nhất, như tôi đã nói, tôi quay lại vấn đề là kỹ thuật. Cái ngày đầu tiên mà lấy chỉ số giá cho tháng 3 là ngày 25 tháng 2. Đó là cái thời điểm chúng ta biết là áp Tết. Sau đó đến cái ngày tiếp theo là ngày mùng 5 thì đó lại là cái ngày mà đã qua Tết, là ngày mùng 5 tháng 3. Đúng không ạ? Đã qua hẳn Tết. Và cái ngày tiếp theo sắp tới đây sẽ lấy của chúng ta đó là ngày 15 tháng 3. Cái ngày 15 tháng 3 là một ngày rất hay, chúng ta phải nhớ là bởi vì đến ngày 16 tháng 3 chúng ta sẽ điều chỉnh giá điện tăng 7,5% giá điện bình quân. Rõ ràng như vậy thì cái yếu tố về tăng giá điện ngoại trừ yếu tố tâm lý thì cái thực tác động cả trực tiếp và gián tiếp của việc biến động giá điện 7,5% sẽ tiếp tục là vào tháng 4 chứ không phải vào tháng 3. Như vậy thì ngay cả bản thân cái dự báo diễn biến của tháng 3 như thế nào tôi cũng không dám đưa ra dự báo. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Và như vậy thì khác với mọi năm, tôi cho rằng cái diễn biến của lạm phát năm 2015 này, nếu như ở các năm trước tôi thông thường căn cứ vào cái diễn biến của tháng 3 hàng năm để dự báo, dự tính về cái lạm phát, cái chỉ số giá tiêu dùng chung của cả năm, thì năm 2014 này xin phép tôi phải lùi một tháng, tức là lại phải sang đến tháng 4 năm 2015. Sau cái tháng đó tôi mới có thể mạnh dạn hơn một chút liên quan đến vấn đề về dự báo cái khả năng diễn biến của lạm phát hay chỉ số giá tiêu dùng của năm 2015. Và căn cứ vào đó thì một loạt những cái yếu tố liên quan đến vấn đề lãi suất, liên quan đến vấn đề điều chỉnh tỷ giá hối đoái hay các yếu tố về biến số vĩ mô khác, tôi cho rằng cũng lại sẽ phụ thuộc vào tất cả những cái dự báo hay dự tính của mỗi người hay mỗi cơ quan, mỗi tổ chức và thậm chí là kể cả của chính phủ liên quan đến cái chỉ số lạm phát đó. Thế thì như vậy chắc tháng sau tôi sẽ mời tiếp ông Ánh để có những cái dự báo chính xác hơn đúng không ạ? Và mời như thế nào? Trước hết thì tôi cũng lại muốn quay lại một chút về tại sao lại đưa ra cái mức lãi suất huy động trên dưới 4% và cho vay thì khoảng độ 6-8%. Thì tôi nói là có đầy đủ những căn cứ để mà Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo vấn đề này. Thứ nhất là nhìn vào vài ngày vừa qua thì trên thị trường mở thì trường lãi suất OMO là giảm là tương đối mạnh. Thứ hai nữa là cứ nhìn vào thời điểm hiện tại, nếu mà lạm phát nó như thế này thì không có cớ gì mà lãi suất mình lại để như vậy. Thế còn có thể là bình quân suốt năm lãi suất là 5% đi chăng nữa thì lãi suất cũng như là các biến số khác nó là lên xuống rất là bình thường. Khi mà lạm phát nó tăng lên thì lại điều chỉnh nó theo một cái xu hướng tăng, và khi nó giảm thì điều chỉnh theo xu hướng giảm. Như vậy thì mới gọi là điều hành các cái chính sách này theo tín hiệu thị trường. Chứ còn bây giờ lạm phát nó xuống rất thấp như này mà lãi suất anh lại không giảm thì đôi khi rõ ràng là cả vấn đề ở đây. Và khía cạnh nữa là mặc dù là đã điều chỉnh lãi suất liên tục như vậy, lãi suất huy động liên tục như vậy, nhưng mà cái tỷ lệ huy động vốn vẫn cao hơn rất là nhiều so với cho vay. Năm 2014 là huy động vốn là hơn 15%, nhưng mà cho vay chỉ khoảng hơn 12% đến sấp xỉ 13% thôi. Do đó nếu mà nhìn vào con số đấy là rõ ràng là có biểu hiện thừa vốn. Và chính vì như vậy mà các ngân hàng thương mại là đem đầu tư vào trái phiếu chính phủ là một cái nơi mà rất an toàn, kiếm lời rất là an toàn. Đáng nhẽ cái dòng vốn đấy thì nó phải lái vào cái khu vực cần vào, mà đặc biệt nhất đó là khu vực sản xuất, thì nó lại đi vào khu vực kia. Và vì thế mà tôi cho là với những cái lý do như vậy thì nên là điều chỉnh cả đầu vào và đầu ra trong bối cảnh hiện nay để nó phù hợp với cái thực trạng của nền kinh tế và phù hợp với cái diễn biến của cộng đồng doanh nghiệp, và cũng rất là phù hợp với chỉ đạo chính phủ là doanh nghiệp bây giờ làm sao để tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển. Và muốn tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, người ta muốn mạnh dạn làm vấn đề này thì người ta phải có vốn, và vốn nếu mà cái chi phí nó cao quá thì người ta không tiếp cận được. Và làm sao cái vốn nó phải ở cái chi phí để người ta cộng với các cái chi phí bỏ ra làm ăn, sau khi rồi trừ hết cái chi phí rồi trả ngân hàng rồi người ta phải có lãi. Do đó là cái suất
lợi nhuận của doanh nghiệp so với cái suất tiền gửi, suất lợi tức tín dụng ấy, làm sao nó phải rất là hợp lý trong cái bối cảnh hiện nay. Thế còn nói về lạm phát năm 2015 ấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng có nhiều những cái con số đưa ra. Thí dụ như là nếu lạm phát bình quân của năm 2015 thì nó lại khác. Còn lạm phát của năm 2015 mà so với cuối năm 2014 lại khác. Thí dụ như lạm phát năm 2014 so với cuối năm 2013 như là chúng ta đã bàn, nó chỉ có 1,84% thôi. Nhưng lạm phát bình quân của năm 2014 thì nó là 4,09%. So với năm 2013 là bình quân thì nó phải 6,6%, thì nó cũng giảm rồi. Thế thì tôi nghĩ là những cái tín hiệu mà tích cực như là của năm 2014 thì sang năm 2015 cũng chưa hẳn nó đã còn, hoặc là chưa hẳn diễn biến như vậy. Ví dụ như giá dầu, cũng không ai lường trước được giá dầu sẽ tiếp tục giảm hay giữ vững hay lại lên. Cái thứ hai nữa là những cái vấn đề bất ổn của địa chính trị các nước trên thế giới thì không thể không tác động Việt Nam khi Việt Nam từng bước ký kết các cái cam kết này. Cái khía cạnh thứ ba nữa là rõ ràng từng bước điều hành theo kinh tế thị trường. Thế thì một trong những cái mà chúng ta thấy rất rõ là 16 tháng 3 này là chúng ta đã điều chỉnh cái giá điện rồi. Thế thì cho dù những yếu tố có thể là chưa thực sự là thuận và kết hợp với những cái là nền kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc, vĩ mô đã có dấu hiệu khởi sắc, thì tôi nghĩ là khi mà đã đưa ra tăng trưởng kinh tế ở cái mức 6,2% và nhiều dự báo như vậy, thì mong muốn của chúng tôi là làm sao điều hành cái tỷ lệ lạm phát nó khoảng trên dưới 5%. Thì cái tăng trưởng kinh tế là 6,5% là hợp lý. Tức là cái lạm phát bình quân của năm 2015 là khoảng trên dưới 5%. Chứ còn nếu mà lạm phát năm 2015 mà so với năm 2014 thì đôi khi nó cũng chỉ khoảng trên dưới 2% mà thôi. Thưa các khách mời, trong chương trình đối thoại ngày hôm nay, ban đầu chủ đề của chúng ta là nói về chỉ số vĩ mô, đấy là CPI, nhưng sau đó thì chúng ta cũng đã đưa ra được những cái câu chuyện nó rất cụ thể đối với cả cộng đồng doanh nghiệp. Ví dụ như là sức mua như thế nào nó sẽ tác động tới cái quyết định là đầu tư sản xuất của doanh nghiệp, hay là câu chuyện về lãi suất, tôi nghĩ cũng rất là gắn bó với câu chuyện CPI và cộng đồng doanh nghiệp đang quan tâm. Rồi chúng ta đã đưa ra được một số những cái dự báo về CPI trong cả năm 2015. Với chương trình đối thoại như thế này thì tôi nghĩ là một số những thông tin mà chúng ta cung cấp cho khán giả, cho cộng đồng doanh nghiệp cũng đủ để mọi người có thể hiểu được diễn biến của lạm phát, diễn biến của lãi suất trong suốt thời gian vừa qua, và cũng không quá phải lo ngại về CPI của tháng 2 giảm thấp như vậy, và chúng ta hoàn toàn cũng có những cái cơ sở để tin tưởng vào sự ổn định về kinh tế vĩ mô, và nó cũng rất là tốt cho cộng đồng doanh nghiệp khi mà chúng ta kiềm chế được lạm phát như cái thời gian vừa qua. Chúng tôi rất là cảm ơn các khách mời hôm nay cũng rất là nhiệt tình đến với chương trình đối thoại và chia sẻ những suy nghĩ của mình từ góc độ chuyên gia kinh tế, chuyên gia tài chính ngân hàng và doanh nghiệp, và rất là hy vọng là sang tháng tiếp theo chúng ta lại có nhiều cơ sở, nhiều căn cứ để tiếp tục có những dự đoán thật là chuẩn xác và giúp cộng đồng doanh nghiệp cũng có một định hướng tốt hơn cho cái hoạt động đầu tư cũng như sản xuất của mình. Chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời, và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý vị có thể góp ý cho chương trình đối thoại thông qua số điện thoại 0422082288. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo. Bột giặt nhiệt A3 với công thức y việt nhằm đánh bay mọi vết bẩn. A3